Tiếp tục phần 2 của CG, bất ngờ gặp ngay vợ của Allen và cái kết. Đầu game đó chất tướng hơn nên mình ngược chiến công đầu. Một phút khỏi đời tôi. Nghe không? Do mình quá ham mạng nên đã bị gỡ lại một đều. Nói xong thì phút khỏi đời tôi, nghe chưa? Đừng có làm phiền nhau như thế nữa. Sống cũng không một mình được ấy. Đừng có quen, đừng có làm khổ tôi nữa. U là trời mình hành nó vậy, không biết hôm nay có xuống gầm cầu ở không.